những tác dụng bất ngờ với phụ nữ khi bổ sung omega 3. Cải thiện sức khỏe tim mạch, omega 3 giúp giảm mức cholesterol xấu và tăng mức cholesterol tốt, từ đó giảm nguy cơ mắc các bệnh tim mạch như đột quỵ và đau tim. Điều này đặc biệt quan trọng đối với phụ nữ vì các vấn đề tim mạch thường xuất hiện mạnh hơn sau mãn kinh, giảm triệu chứng tiền kinh nguyệt. Omega 3 có khả năng giảm viêm và điều hòa hormone, giúp giảm đau bụng, đau ngực và các triệu chứng tâm lý như căng thẳng và lo âu trong thời kỳ tiền kinh nguyệt. Hỗ trợ sức khỏe da và tóc, omega 3 giúp giữ ẩm cho da, ngăn ngừa tình trạng khô và viêm da. Nó cũng hỗ trợ tóc chắc khỏe, giúp giảm rụng tóc và tăng cường sự phát triển của tóc. Cải thiện tâm trạng và sức khỏe tinh thần, omega 3 đóng vai trò quan trọng trong việc bảo vệ bộ não và hỗ trợ chức năng của não. Theo Tổ chức Y tế Thế giới, việc bổ sung omega 3 có thể giúp giảm nguy cơ trầm cảm và lo âu, đặc biệt là ở phụ nữ.